Em nghĩ em đã làm hết mọi thứ rồi. Nếu mà anh không thay đổi được, không dứt khoát được thì chúng ta nên chia tay ở đây. Đó là em sốc không? Giống như là cái bữa tiệc ân huệ vậy. Bữa tiệc ân huệ đó. Cái cảm giác đến hôm nay nó vẫn còn sốc lắm luôn. Sốc mà em không biết làm sao được luôn. Em lúc đấy em mới nhận ra là mình quá bất công với cô ấy, mình vô tâm chứ không hẳn là vô tư nữa rồi. Tất cả những cái mà mình nghĩ là mình cứ bình thường, mình cứ vui vẻ, mình cứ thoải mái thì mọi người cũng sẽ vui vẻ với mình, thực ra không phải. Nên là lúc đấy thì em phải bằng mọi cách để em gặp lại cô ấy. Như là anh thấy hai em quen quen ta. Hình như là vừa là diễn viên, vừa là người mẫu, vừa là ca sĩ luôn phải không? Thực sự thì mỗi thứ một chút xíu thôi ạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Minh Ngọc, năm nay là 32 tuổi. Và công việc chính của em là đạo diễn hình ảnh. Em làm về nghệ thuật thì cũng nhiều, thì nên là em cũng hay đá sang làm diễn viên đóng quảng cáo hay là cũng tham gia một vài cuộc thi về âm nhạc này nọ. Ngọc là hoạt động ở Hà Nội hay là trong Sài Gòn? À đúng rồi, em vào Sài Gòn cũng gần chục năm rồi. Rồi còn em? Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Em 26 tuổi và hiện nay em đang là stylist producer freelance. Các em hãy cho chương trình được biết là tình yêu của các em bắt đầu như thế nào. Thì thực sự là lúc mà bọn em gặp nhau á, là cả hai thì vẫn đang có bạn trai bạn gái. Thì bởi vì là quen nhau qua công việc đó, Châu thì đang làm producer, còn em thì lúc đấy tình cờ lại làm diễn viên. Thế là dưới quyền bạn này. Đó, thế là hôm đầu tiên tới gặp thì thấy Châu đi từ trên đi xuống mà kiểu mặt mũi rồi trang phục rất là ngầu, rất là dữ dằn. Thế là xuống tống một tràng kiểu gì nào anh đến muộn rồi anh để xe ra bên kia rồi tùm lum hết, làm em cũng hơi quê. Đó, xong rồi suốt hai ngày mà làm việc thì coi như là đi em cũng tanh bành luôn á. Thế sao em mới cay quá. Nộp đơn vào công ty cô này luôn. Thì em nộp đơn vào. Làm nhân viên luôn đó. Dạ, em nộp đơn vào thì cái nghề của em thì lại là cấp trên của cô này cơ. Lúc đấy nó không phải là diễn viên nữa. Ok, bây giờ vào được rồi. Bây giờ mình phải tìm cách mình đi lại. Cay sao nó lại khác ban. Thế là suốt cái khoảng thời gian em làm thì cùng làm được chung với cô này đúng một phim. Đấy là xong rồi thôi. Thế còn Châu thì cái ấn tượng ban đầu của em về anh này như thế nào? Cái ấn tượng ban đầu của em á, khi mà em nhận cái job đầu tiên là một producer và đây là talent, thì khi nghe tên thì đương nhiên em không biết là ai cả. Em mới phải lên Google sợ thử. Những cái hình ảnh đầu tiên mà em nhìn thấy á, thì em nghĩ ok chắc là anh này có vẻ hơi gay. Và cho tới khi mà gặp nhau ngày đầu tiên á, nhìn cái kiểu ngoài cũng thư sinh trắng trẻo rồi tóc xéo xéo Hàn Quốc đồ, thì em càng tin chắc là chắc chắn là gay rồi. Đó rồi. Thế em bị tức lắm luôn. Đến bao lâu thì em mới biết rằng là mình cái nghi ngờ của mình nó là sai? Thì đương nhiên là cho tới khi mà em biết là ảnh có bạn gái thì em mới nghĩ ok, chắc là trai thẳng thật. Đến bao lâu thì các bạn mới bắt đầu quen nhau? Chắc cũng phải tầm sau đó một năm. Thì khi mà cô ấy chia tay bạn trai, em chia tay bạn gái, thì một thời gian sau, trong lúc mà đi coi phim một mình thôi, tự nhiên đang ngồi chờ đến giờ phim thì thấy ai quen quen, thì em mới gặp, mới hỏi han thôi hai đứa mà, thôi bữa nào rảnh thì đi cà phê sau. Hai đứa thì bọn em thì thấy rất là hợp nhau. Nhưng người ngoài nhìn vào thấy chênh chênh sao á. Nhìn Châu á rất là kiểu mà tomboy á, kiểu nhìn em á, ngay cả khi ngồi đây mà em cũng mặc cái bộ này. Thì chị không biết là lúc mà tụi em đi chơi á, thì cái phục trang của Châu là sẽ là như thế nào? Thực ra là, để cái này anh nói nha. Ok, fine. Là quần jean, xong rách, thủng rồi đi bốt ra. Xong rồi tay đeo kiểu như là một tấn các loại vòng nhọn nhiếc này nọ. Xong rồi áo thì áo thun đen, lúc nào cả người là cũng mặc đồ đen hết. Nhưng mà trước khi mà em quen với Châu á, cái mẫu bạn gái lý tưởng của em á là gì? Có phải là mẫu hình tượng của Châu không? Dạ không. Bánh bèo nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Thế còn em, cái mẫu lý tưởng của người đàn ông trong đầu của em có phải là dạ không. Ngọc không? Dạ không. Không luôn. Ngộ ha. Đúng là ý trời đó, đúng không? Vâng. Tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Cũng hơn 3 năm. Vậy trong 3 năm đó chắc chắn là có rất là nhiều cái câu chuyện. Thí dụ như là có gặp sự cố hay là có chia tay nhau bao giờ không? Có một lần suýt thôi. Lúc đấy là bởi vì là em cũng chưa có rõ ràng được với cả Châu. Mình cả nể, mình cứ trả lời tin nhắn qua lại với người cũ. Nên là Châu thì cũng không nói gì. Nhưng mà lúc đấy là sinh nhật em. Đó là hôm đấy em đi làm về, sau tự nhiên thấy nhà khóa cửa.
Thế em gõ hoài, thế là thấy Châu bảo anh đứng ngoài ban công đợi xíu đi. 5 phút sau thì mở cửa ra thì thấy là cô ấy ăn mặc rất là đẹp. Xong nguyên cái nhà em là cô ấy từ sáng lúc em đi làm là đến rồi như trang hoàng rồi mua đồ về nấu nướng thứ chuẩn bị một cái bữa tiệc sinh nhật rất là hoành tráng luôn. Đó, chỉ có hai đứa thôi, anh đến thì nó lãng mạn lắm, rồi cả một cái bảng rất là lớn kiểu như là in hình của hai đứa từ hồi mới quen nhau xong rồi cắt ra được đính lên rất là đẹp. Lúc này em cũng bất ngờ mà em hạnh phúc lắm. Xong rồi ăn uống với nhau vui vẻ, xong rồi hôm sau cô nhắn cho cái mail. Em nghĩ em đã làm hết mọi thứ rồi, nếu mà anh không thay đổi được, không dứt khoát được thì chúng ta nên chia tay ở đây. Đó là em sốc không? Giống như là cái bữa tiệc ân huệ vậy. Cái cảm giác đấy đến hôm nay nó vẫn còn sốc lắm luôn. Sốc mà em không biết làm sao được luôn. Em lúc đấy em mới nhận ra là mình quá bất công với cô ấy. Mình vô tâm chứ không hẳn là vô tư nữa rồi. Tất cả những cái mà mình nghĩ là mình cứ bình thường, mình cứ vui vẻ, mình cứ thoải mái thì mọi người cũng sẽ vui vẻ với mình. Thực ra không phải. Nên là lúc đấy thì em phải bằng mọi cách để em gặp lại cô ấy để em giữ em nói hết cái, và em giữ cái con lại người này, cái người con gái này. Anh hỏi nè, em là một đạo diễn hình ảnh, nói chung là cũng là một người làm nghệ thuật. Và Châu cũng là một người làm nghệ thuật, thì chắc chắn rằng là cái màn cầu hôn, cái lời tỏ tình của em rất là ấn tượng, phải không nào? Thực ra là mà nói thì em cũng đoán được trước. Cái ngày hôm đó là bọn em đi chụp hình cưới, nhưng là hình cưới của một studio book tụi em chụp chứ không phải là hình cưới của bọn em. Thì trong cái lúc mà em đi make up với lại chỉnh tóc và thay đồ lại một cái bộ khác á, thì ảnh lại nhờ những cái người trong ekip cũng giả vờ như là đang chụp ảnh thật, xong rồi ảnh cũng sẽ quỳ xuống cầu hôn này nọ các thứ, nhờ bạn bè quay lại. Em còn nhớ lúc đấy là cái góc chụp á, nó có một cái giống như là một lễ đường nhà thờ đó, có một cái hàng hoa anh đào đẹp lắm. Thế là hai đứa đứng ở giữa nắm tay nhau rồi nhìn vào nhau, rồi máy quay rồi máy chụp xung quanh. Thì bắt đầu em mới quỳ xuống, em lấy trong túi áo ra. Nó thì máy bấm cứ như là kiểu vẫn là đang chụp bình thường. Nhưng mà sau đó em mới nói: "Hôm nay anh muốn dành cho em sự bất ngờ. Liệu em có đồng ý làm vợ của anh không?" Mà lúc đấy em run quá, mà em cầm cái hộp nhẫn em mở ngược ra. Nhẫn đẹp không em? Nhẫn cầu hôn á. Dạ, đây ạ. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi ta? Dạ, khoảng 3 năm hơn rồi ạ. Bây giờ các em đã có em bé chưa? Dạ, có rồi ạ. Mấy bé? Dạ, một bé ạ. Một bé, mới được gần 17 tháng. Một bé trai, gần 17 tháng ạ. Châu là ở trong Sài Gòn đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Còn Ngọc là ở Hà Nội. Dạ. Ông bà nội là ở Hà Nội hả? Ông bà nội ở Hà Nội luôn. Vậy thì sau khi cưới về thì cái áp lực trong cái thời gian đầu các em sống với nhau đó là điều gì? Thì ông bà thì cũng có nói qua nói lại, nhưng mà không kiểu như không can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng lắm. Cưới xong rồi có cháu đi thì lâu đấy mới căng. Vì căng thẳng nên là suốt cả một năm đầu tiên là không có càng căng thẳng càng không có tin tức gì cả, đúng không? Thế là hai bên cũng lo bảo thế nào đi khám đi, rồi thì cũng chiều ông bà đi khám, mà hai đứa khám nó sức khỏe bình thường chẳng vấn đề gì cả, nhưng mà không có là không có. Thế là lúc em căng quá rồi, em bảo thôi bây giờ ra Hà Nội nói thẳng với ông bà luôn là tụi con cố gắng hết sức rồi, mất một năm rồi cũng rất là vất vả, nhưng mà bố mẹ thấy đó là không có, thì bây giờ đừng để tụi con bị áp lực nữa, tụi con cố gắng tập trung vào cho sự nghiệp đã. Nó làm một trận dữ dằn lắm. Xong rồi về Sài Gòn cái vợ bảo: "Anh ơi, hai vạch này." Em quê kinh khủng luôn. Mà xong rồi bảo bây giờ nói làm sao, bây giờ ông bà lại của lại cho thì không biết nữa. Thế là gọi video cô ra cho ông bà, nói: "Thế bố mẹ đã sẵn sàng là ông bà chưa?" Thế là bố em thì coi như là kiểu như là muốn nhảy tưng tưng lên luôn, nhảy rồi vỗ tay quá trời luôn. Bà thì cười hoài luôn. Cái đây em cũng quay lại luôn. Có được thưởng không? Từ trước giờ là ông bà đã treo thưởng to luôn. To luôn. Thế là vừa báo cái là ông bà chuyển tiền vào thưởng nóng liền. Giờ lấy nhau được 3 năm rồi. Yeah. Rồi có loài tật xấu gì ra nhiều không? Ảnh có cái tật rất là vô tâm. Bản thân ảnh thì ảnh không nghĩ là mình vô tâm, ảnh chỉ nghĩ là tại vì mình vô tư thôi. Một cái tật xấu khác là rất rất thích ân cần với tất cả mọi người. Với cô gái nào cũng vậy, hỏi cái gì cũng nhẹ nhàng ân cần hết á. Nhiều khi nói những cái lời dễ hiểu lầm. Với con người như em á, em một người đó cá tính mạnh, cái gì ra cái đó, thích là thích mà không là không.
chứ em không thích cái kiểu là với ai cũng lấy lòng, với ai cũng phải như thế. Ngoài cái tật xấu đó ra thì còn cái gì nữa không? Hồi lúc mà mới quen á thì rất là chăm nấu ăn, ngày nào cũng nấu ăn cho em hết á. Xong rồi bây giờ về bắt đầu có con rồi á thì bớt đi. Nhưng mà bù lại á, có một cái mà em nghĩ là vì chuyện đó mà em có thể không quan tâm tới những cái chuyện khác nữa. Đó là từ khi mà em bắt đầu có em bé á, thì ảnh đã tạm dừng tất cả công việc của mình lại. Ảnh chỉ nhận những cái job freelance thôi để mà tập trung lo cho em và em bé. Tới ngày hôm nay luôn, hai đứa cùng nhau chăm em bé và cùng nhau vun đắp tình cảm. Bây giờ tới em đó Ngọc. Ông thì rõ ràng là đối với vợ chồng em thì cái mà khúc mắc nhiều nhất nó chỉ là cái sự mà vô tâm vô tư của em thôi. Còn tất cả những chuyện khác thì em nghĩ là em vẫn đảm bảo đầy đủ. Đảm bảo đầy đủ. Em hãy kể tật xấu của vợ em nghe. Thì cái hồi mà mới quen á thì Châu rất là siêng. Nhiều lúc đi làm về ở thấy nhà sạch tinh tươm như kiểu có cô Tấm ghé qua ấy, cơm nước đầy đủ. Cưới xong thì khác, cô Tấm thì đi đâu rồi. Thỉnh thoảng trong nhà em đi ngang qua từ trong phòng ngủ cho ra đến bếp là em cua được hai bịch. Nó là rác. Còn gì nữa không? Có ghen không? Châu có ghen? Cũng không ghen, nhưng mà mỗi lần mà thấy có vấn đề thì hay cảnh cáo em nhẹ nhàng. Sao em biết là không ghen? Cách Châu thể hiện như là em không quan tâm. Nhưng mà anh mà làm gì sai sau lưng em á thì đó, anh cứ xác định đi. Không phải là em không quan tâm. Em không phải muốn kiểm soát anh thôi. Nghĩa là anh có thể làm sao cũng được. Nhưng anh nên biết mình là người có vợ và có con. Em biết không Ngọc, tại vì có những người ghen nói ra nói liền, nhưng mà có những người ghen không bao giờ nói. Thì những người ghen không bao giờ nói là những người cực kỳ đau khổ. Là bởi vì họ không thể nói ra được cái điều mà họ đang rất là khó chịu. Thì thường á, nếu như cái người chồng á, mà người ta gọi là săn síp á, cái trực giác của họ nhạy bén á, họ biết liền. Thì chị nghĩ rằng á, là Châu là cái dạng ghen, ghen dữ á, nhưng mà không có nói. Là bởi vì sao tụi em á, là mỗi người sẽ rất là tôn trọng đối phương. Cho nên tại sao mà Châu cứ nói em vô tâm. Nhưng mà thực sự em không có vô tâm. Chị nghĩ bởi vì em làm nghệ thuật là em không thể vô tâm được. Thực ra em thuộc tiếp người vậy, em ở không, em ngồi im vậy cũng có người bâu vô em. Chứ em không cần phải là quan tâm hay là chăm sóc hay là phải trìu mến. Em chỉ cần ngồi vậy thôi cũng có người bập vô rồi. Nhưng nên mà cái người bu vô á, cái người bu vô thường là nam chứ không phải nữ gì hết. Thì nói chung cả hai đều nguy hiểm. Tóm lại là chắc chắn là khi mà người ta bu vô em không có giang tay ra đâu. Là bởi vì bên cạnh em có một người phụ nữ quá tuyệt vời như thế này. Và hy vọng là các em hãy cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này nha. Em tên là Trần Đặng Ngọc Hữu, năm nay em 29 tuổi. Em ở nhà nội trợ giữa hai đứa con với lại buôn bán online. 29 tuổi mà nhìn mặt rất là trẻ. Dạ cảm ơn chị. Thế còn em? Dạ thì em tên là Ngọc, hiện đang là cái kỹ sư phần mềm. Dạ. Ngọc với Hữu là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ lúc đó em vừa chia tay với bạn trai. Cái em lên mạng cái vô tình ảnh gửi thư làm quen với em. Em cũng trả lời luôn. Nhưng mà lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với ảnh lắm. Thì sau 3 tháng quen nhau á, cái ảnh mới hẹn gặp mặt ngoài đời với em. Em cũng ok, em chịu luôn. Đó là ấn tượng ban đầu của vợ em về em. Thế còn em thì sao? Rất là thất vọng. Ủa sao thất vọng? Tại vì á, trên hình á, thì đẹp như là hot girl vậy. Nhưng mà khi mà gặp thực tế thì thấy ủa sao mặt mụn quá. Ủa vậy hả? Chỉ thấy mặt mụn thôi hả? Mặt mụn với lại nhìn mặt nó dữ, không dữ. Không dữ lắm hả? Không thấy cười. Nghĩa là cô này cũng như là không ổn lắm đúng không? Không ổn. Nhưng mà bây giờ không ổn thì cơ duyên nào mà để hai người chịu đèn nhau? Lúc đó thì bà xã đang lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Thì mình cứ lỡ hứa là dạy kèm luyện thi đại học luôn. Ủa? Tụi em lấy nhau được 4 dạ, năm 4 năm. Nhưng dạ, mà quen nhau thì từ lúc bao nhiêu tuổi? Dạ 10 năm. 10 năm rồi. Wow. Dạ lần đầu tiên gặp ảnh á thì em cũng thấy ảnh gầy lắm. Chứ ảnh không có đô như bây giờ. Hồi đó cái hình tượng em nghĩ là bạn trai mình phải đô đô một chút. Trời nhìn người đâu mà ốm nhôm nhách mà trắng giống một cục tử bột với anh. Cho nên em mới có thích. Nhưng mà thời gian sau á, dạy học á thì em thấy là thầy giáo hiền quá, nhỏ nhẹ quá, trầm ấm quá. Cái tự nhiên em siêu lòng. Rồi hai bạn quen nhau thì có khi nào chia tay với nhau? Dạ có biến cố rất là lớn. Đó là khi quen nhau được 2 năm, người yêu cũ của em liên lạc lại với em và muốn là quay lại. Lúc trước á, thì em gọi điện thì mẹ của nó nói là cô ấy đi lấy chồng rồi. Sau đó 2 năm á, cô ấy gọi điện lại nói là cô không có đi lấy chồng và cô là bị ép cưới. Thì em mới suy nghĩ là cô gái đó là không có lỗi. Cho nên em cũng
sao động? Sao động thì lúc đó em đứng ngã ba đường, một bên là bà xã quen nhau 2 năm, một bên là mối tình đầu. Mối tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Mối tình đầu quen được khoảng gần 2 năm. Cũng 2 năm, coi như 50-50 luôn. Dạ. Rồi cuối cùng thì sao? Dạ lúc đầu thì anh giấu em chị. Nhưng mà em thấy ủa sao dạo đây mà sao ảnh có gì đó khác thường. Thấy không có quan tâm lắng mịn, có gì mà giấu giếm em vậy. Em điều tra, em hỏi ra thì ảnh mới khai thật. Phản ứng em sao? Thôi giờ ba người cùng gặp mặt nhau đi rồi để giải quyết chuyện. Cái đến khi ba người gặp mặt nhau thì tự nhiên cái chị đó mạnh mẽ quá. Tự nhiên lúc đó em cũng chột dạ chút, em nói ủa mình giống như là người thứ ba vậy đó. Nếu mà không có em xuất hiện thì chắc là hai người đó đang trơn tru quen nhau vậy đó. Em nói ảnh à, thôi anh ơi anh quay lại với chị đó đi. Em rút lui. Có trước mặt cô đó luôn hả? Dạ em nói có vậy luôn. Trời em hiền quá. Em hai tay em dâng người yêu em cho người ta. Trời ơi em hiền quá. Nhưng mà lúc đó cô đó cái phản ứng của em sao? Dạ thì chị đó cũng đồng ý luôn. Rồi anh này sao? Anh này đứng khóc không mà chị. Trời ơi chị hỏi là lúc dạ. đó cái trong đầu em nghĩ cái gì? Chị biết lúc em khó xử lắm đúng rồi, không? Lúc đó rất là rối. Tại vì hai người mình đều thương. Thật ra lúc đầu em nghĩ là em chọn cả hai luôn. Trời ơi là gì? Hai mình cũng thương hết. Nhưng mà mình có dò hỏi thì thấy hai người không chịu xe. Không chịu xe. Sao xe được? Ai xe? Trời ơi yêu được tình mà. Tình yêu mà xe gì? Rồi sao rồi cuối cùng tại sao mà dạ. em chọn mà xả em? Chửi đó chị. Có nghĩa là người ta rồi em còn chửi dạ. là sao? Lúc đầu em hai tay em dâng hiến người yêu em cho. Cái xong cái tự nhiên em về em suy nghĩ em tức quá chị. Em thấy em thiệt thòi, hơn 2 năm trời em quen. Cái tuổi thanh xuân em mất đi 2 năm. Nhưng mà hơn 2 năm em không quen ảnh, biết đâu em đềm với người nào đó sao chị? Tự nói ủa sao tự nhiên mình bị thiệt thòi vậy? Đâu có ngu, đâu có dại đâu chị. Cái em bực bội em gọi điện lên em chửi. Em nói đồ cầm thú. Trời ơi anh không suy nghĩ ra được ba cái từ đồ cầm thú. Ba cái câu đó đúng rồi, không nghĩ ra đâu. Em là chỉ nghĩ ồ cái đồ sở khanh rồi sao cái đồ tệ bạc. Anh nghĩ đi, 2 năm trời quen anh chứ tôi đâu làm cái lỗi với anh đâu. Tự nhiên bây giờ hả gì con người yêu cũ quay lại cái anh bỏ tôi anh theo cái người đó mà giờ anh nghĩ thì 2 năm trời hơn rồi anh biết chị ta ra sao, cái cuộc sống chị đó như thế nào, tự nhiên giờ đụng cái anh bỏ tôi anh quay lại với chị đó. Rồi lúc đó anh trả lời đừng nói khóc cũng khóc luôn anh. Rồi đó giờ anh trả lời lúc đó bà xã gọi điện mình sợ chứ, lúc đó giống như là có một cái nước lạnh tạt mình, nó tỉnh mình bừng tỉnh vậy, bừng tỉnh luôn. Lúc đó anh nói đúng, chửi là đúng chứ không phải sai. Đúng là lỗi của mình, tại sao mình lại khờ vậy, mình giả dột vậy. Thì lúc đó em buồn, em khóc rất là nhiều rồi em mới gọi điện là bà xã, rồi em hẹn là tối nay là tới xin lỗi bà xã. Sau cái buổi tối đó là hai người quen nhau lại. Dạ. Không có gì ngăn cách rồi nữa. Em có cắt đứt liền với cô kia không? Cũng còn kỳ kèo thôi, em khoảng 1-2 tuần nữa đó, thấy chưa? Kỳ kèo thì mới bắt cua chót rồi em, em biết không? Em biết cái vụ mà kỳ kèo dạ. đó em không có bắt tại trận nhưng mà em gà đài. Gà đài hả? Dạ. Gà đài thấy chưa? Trời ơi. Ví dụ như em điện cho ảnh em nói sáng nay hả em vô tình em ghé ngang trường của anh học á, em thấy hình như anh đứng anh nói chuyện với chị đó phải không, em đâu thật sự em đâu có tới đâu chị, em chỉ gà vậy thôi. Ra đài cái, bị đánh trúng chị. Đúng rồi anh có đứng anh nói chuyện với chị một chút nhưng mà chút xíu mà bắt ngọn mà dính liền vậy. Dạ. Rồi cái em cũng dựng nó bây giờ nha, anh thẳng thắn, một là anh quay lại với em, hai là anh đi theo chị, anh đi luôn đi chứ anh đừng có đứng giữa hai dòng nước nữa, tha cho anh một lần thôi, đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Một lần một. Rồi thế là từ đó anh chấm dứt luôn á chị. Hay quá. Rồi coi như là lúc yêu á là như vậy nhưng mà lúc cưới á thì khác nhau hoàn toàn không? Lúc mà yêu á thấy rất đẹp nhưng mà khi cưới rồi mới bỏ mộng ra nhiều thứ. Là cái gì cũng xấu á hay sao? Dạ rất, mình phát hiện ra bà xã có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là cái khả năng tuyệt thực. Mỗi lần giận bực lên gì không ăn. Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mình không nhịn được tức của mình nạt lại ăn cái một á là coi như là bỏ ăn luôn. Bao nhiêu ngày? Bình thường thì một ngày, còn kỷ lục thì 3 ngày không ăn không uống. Em không ăn luôn. Không uống luôn. Nhịn chừng nào mà ảnh xuống nước ăn nị thôi mới ăn lại. Hèn gì hai con rồi vẫn là mình dây. Vẫn ngon. Nhưng mà cái lần đó cô giận em là về chuyện gì? Hai vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện con cái thôi. Tại con thì ăn vô thì hay ói, mỗi lần mà ói ra cái thì bà xã em tiếc đánh con, đánh chát giả. Thì em nghe trời ơi khùng hả em điên hả. Xong bà xã nói ông hay quá ha, ông chăm được nó không, ông chăm nó đi. Xong rồi em chửi em thì em chửi lại, nói sao em kỳ vậy, sao người ta có con người ta nuôi nó đâu có gì đâu, sao em nuôi tùm lum tùm la vậy. Thế là cứ cãi nhau càng ngày càng tăng đô lên thì bắt đầu bà xã giận thật 3 ngày. Vậy hả, có bao giờ bị lặp lại một câu đồ cầm thú nữa không?
Dạ dạ hết. Không, bây giờ không kêu cầm thú, mà có khi nào mà hai vợ chồng xưng hô mày tao không? Dạ, dạ rất là nhiều á. Chồng em xưng đúng không? Dạ không, em. Trời ơi. Lúc lên cơn lên là mày tao vậy đó. Dạ, tại chị biết sao không? Hai chồng em ở riêng, đâu có ông bà hay là anh chị cô gì chú bác gì chăm phụ nít đâu. Ừ. Con em á, hai thằng đều bị xuyển hết á. Ờ. Nó ăn uống nó ói hoài luôn. Nó vô được ói như là con dồi nó phun ra vậy. Hai đứa luôn hả? Dạ, nhiều khi em thấy riết cái thần kinh em cũng như nhiều quá mà mỗi ngày nó đều như vậy. Ví dụ như lúc đó ảnh đi làm, ảnh không có nhà thì không sao. Mà ví dụ như ảnh có nhà mà ảnh thấy em la con á hay đánh con á, mày điên à, làm gì mà đánh nhỏ dữ vậy. Con mình ổn mình xót lắm chị. Nói anh giỏi anh chăm con đi, cái từ từ cái mức độ nó lớn lên, bắt đầu mày giỏi thì mày chăm đi. Rồi cái ảnh mà cự đi với em, ảnh đập phá đồ cái em buồn em bỏ ăn, nói chết chết đi để hả anh chăm hai đứa con anh biết khổ với em. Thành ra em tuyệt thật. Giờ anh hỏi nè. Dạ. Còn mày tao, tao mày nữa không? Bây giờ là tụi em hết rồi. Hết. Tại vì tụi em có một cái trận cãi vã định đưa nhau ly dị luôn á. Em ghét chồng gì mà không hiểu cho vợ một chút xíu nào hết trơn á. Hễ cái đập đồ, đập máy giặt, đập đồ này nọ. Em nói chợ sống với người cái đập đồ cũng mình sắm sửa là mình cũng tiếc của chị. Cái em cũng nói thôi giờ sống không được nữa thì chia tay nhau đi. Cái em cũng hai vợ chồng cũng định nhau là ly dị rồi đó. Cái vô tình cái em điện cho bà chị của em, thì bà chị em bà mới khuyên em vậy nè, nói vợ cuộc sống vợ chồng là cũng có lúc cãi nhau, nhưng mà trong lúc cãi nhau đừng bao giờ xưng mày tao. Hãy xưng là anh với em. Nhưng mà chồng có biết cái lời khuyên đó không? Chỉ khuyên mình em thôi. Dạ. Mà muốn nói gì? Thì cãi nhau cứ hoài lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì em buồn quá. Em mới suy nghĩ ủa tại sao hai vợ chồng mình cùng thương nhau, thương con, sao cãi lòng hoài à? Em mới buồn quá thì em mới lên chỗ YouTube á, thì em mới nghe một số cái bài giảng của mấy cái thầy hòa thượng. Trong đó có một cái bài là giữ hạnh phúc gia đình. Thì em nghe và em nghe nhiều bài và em rút kết ra do vợ chồng thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Thì em ngồi với bạn với vợ là bây giờ hai vợ chồng mình á tôn trọng lẫn nhau, không phải mày tao nữa. Dạ. Có nghĩa tụi em đã bỏ cái chuyện mày tao được bao lâu rồi? Đây 3 tháng chị. Có nghĩa là em là được lời khuyên từ bà chị của em. Dạ. Còn em á là đọc được một cái lời khuyên từ các vị sư thầy. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Thì chị nói nè, bây giờ ha, có một cái chị muốn chia sẻ với Hữu nè, cái chuyện đánh con á, bỏ luôn giống vụ mày tao á. Tại vì con nít nói nó cũng mệt, mình ói mình còn mệt nữa, đúng không? Nó đâu có muốn đâu. Bỏ cái vụ đánh con tội nghiệp lắm. Tại vì em càng đánh nó càng ói. Rồi á, chồng mà thấy vợ đánh con vậy càng xót, xót lại gây lộn nữa. Còn em á, em chia sẻ với vợ em một chút. Chị nói thật lòng là nếu như á, bạn này cứ ở nhà suốt rồi chăm hai đứa nhỏ mà mỗi ngày mà nó hành bạn như vậy, bạn không stress mới là lạ. Cho nên rằng á, nhiều khi bạn đánh là vì bạn không chịu nổi, nó bức bối quá. Mà trong cái xót con chứ không phải là do là ghét con. Những cái bực dọc đó em chuyển sang cái khác, đừng có đánh nhỏ nữa, đúng không? Rồi có chồng sẽ chia nữa. Đó, vợ chồng em là chị chỉ khuyên cái điều đó thôi. Chị từng nuôi con chị biết tội nghiệp lắm. Em cũng mong là ảnh quan tâm đến em hơn chút. Thì đó, mấy chị nói đó, là em phải nên quan tâm tới vợ em. Để vợ em nó có sức với có cái động lực em nó chăm con tốt hơn. Nha. Dạ. Cảm ơn hai em. Tôi khi chào đón hai bạn đến với chương trình. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Cũng xin chào cô Hùng Dân. Khoan, bây giờ nói lớn lên nghe. Nói lớn lên. Rất là cao to đó, cho nên là giọng nói phải lớn lên nha. Hoành tráng lên con. Cao hơn tôi đó, nha, cho nên phải nói lớn hơn tôi. Xin chào cô Hồng Vân, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung. Năm nay 36 tuổi. Chào Trung. Trung đang làm gì con? Dạ đang làm cơ quan của nhà nước. Trung đang là ở quận mấy? Dạ Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy hả? Có phường 11 của cô không? Dạ con ở phường 4. Có qua sân khấu phương. Có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có. Tại hội nghị này kia là qua bệnh không hết. Rồi. Rồi mời. Dạ. Con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính. Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là? Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm. Chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó con. Là cái trường Home Kids.
Bây giờ nhưng mà nghỉ rồi. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Vậy hả? Ừ. Ê, rồi à, vậy thì à, chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường đó, ở quận, cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau, đúng không? Dạ. Đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm, trúng đà luôn. Trúng đà luôn. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Thời điểm đó là đang là mùa hè xanh. Dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì nói chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai hay là em gái? Gái. Em gái quen em. Quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em đó là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới nói chung cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời. Tức là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Không con, thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Bà nhỏ quá hả? Bà nhỏ con quá đúng không? Hồi bây giờ là mập hết chứ. Ờ, chứ sao thời điểm đó có ốm. Mà lúc đó em nhiêu tuổi? Thiếu nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ, mới có 20 tuổi à. 20 tuổi thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn nam tử ta thiếu mà nhi. Mà ổng làm như là ổng lớn lắm không vậy. Không phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm, ổng cao to nữa. Ôi, lúc đó em có 42 kg à. Ờ. Ừ. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 kg. Mà ổng chồng xíu xíu. Ông chồng lúc đó mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30 cm nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhiều. Ờ vậy đó hả? Rồi. Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường. Chưa cái ngày đó là chưa có ấn tượng. Chưa ấn tượng gì hết. Đó. Nói chung là hai bạn bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi. Thấy không? Là đây chú dẫn đi chơi, đúng không? Còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là đang đi. Cũng lâu quá. Chà chị ơi con. Chị ơi. 2 tuần lễ luôn. Còn 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa xanh mình thấy cũng thích rồi thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó. Tự nhiên tim đập nó giống như lần là người nó nắp trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng. Đó. Tức là ngộ ha, con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu. Đó. Sao lạ lùng vậy? Ủa nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? À, thời điểm nó tóc dài. Ờ. Mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích rồi. Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi luôn. Chơi với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đó. Đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần đó. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Tại em vuốt ơi. Kiểu kỳ lắm. Ừ. Còn kiểu mà con trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, dạ. Điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Có. Xuyên. Cái dòng mà chị nói em nghe cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á, mà vuốt cái tóc này á, là cái
cái đương gọi là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người, rần nóng lên là lý do đó. Thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là em không có tóc. Lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái đi bước chơi riêng, xa. Đi chơi à. Riêng, rồi đi gia cà đình phê, đi coi phim đồ này kia. Rồi có ra mắt gia đình không? Và gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi. Rồi tại sau bữa đó hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không? Có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà. Thì rủ về nhà chơi, thì thời điểm đó là lúc đó có bố, có mẹ, rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi, rồi em cũng đi luôn, thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Là ở nhà của em? Dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim, mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá, ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính, thấy không? Thiên thời địa lợi đó, đúng không? Là chỉ là nụ hôn thôi, đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó điểm. Nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngộ lần đầu tiên nữa. Bởi vậy rồi sao nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi lúc đó hôn là hôn ngồi không hay đứng? Tại đứng là đứng đâu đứng không? Đứng là bị khòm xuống đúng không? Rồi sao nè, rồi sau đó thì là nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á, nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là ruột để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con là nhà nó có khá không mà đòi quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba rồi mẹ. Sao? Rồi thì lúc đó con biết điều đó không? Thì lúc đó là con cũng chung là bên gia đình vợ á, thì cũng lúc thời điểm đó là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học, thì bản thân cũng nói là để cho em đi học, thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Thì đúng rồi. Rồi sao? Và em nói sao? Cái con cũng làm liều luôn, quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi, con bỏ nhà bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đứa là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Nói chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu mà em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Ảnh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên ngày mới thấy ảnh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ, nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa, thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm, rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con không, con đi không gặp ảnh. Không cho con đi làm không có gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi
Lúc đó bạn bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ và đã vậy bên gia đình bên 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 bạn này lại không thích em nữa, tại vì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Ừ. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Ừ. Cái công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định. Tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Ừ. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia. Cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm. Nên bản thân thì cũng cố gắng nên em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có thời điểm đó là tháng năm, là lúc đó thời điểm tháng năm thì đi tới tháng năm thì gần Tết nữa thì em ăn Tết rồi sau đó qua tới tháng năm thì tháng năm hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao về mẹ của em biết không? Dạ biết, tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có đó. Mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi, chứ nếu mà giờ không nói là không được, đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là rồi. Nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Là lúc thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Đổ mồ hôi rồi nhiều rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao? Là bị gì? Bị thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tách luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe dạ, luôn, luôn rồi tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết cái cơn rồi đau anh, nó rất là anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi ủa có chuyện gì vậy Đính? Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang dạ. Điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi dạ. Là đang điều trị mà đang điều trị phổi mà chưa sĩ... kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ chỉ bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. À. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi đau tử đó. Mổ. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó mổ nó bể luôn. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô trong là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà mổ 50 với 50. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi. Trời ơi, mà lúc đó luôn á. Con mới có 1 tuổi rưỡi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có. Có chứ, mà giải phẫu chứ. Dạ. Tại mổ vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cái thể mình dịch, nữa. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như là nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương nó như là nó tức á rồi. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Nghe mà. Dạ đúng. Nghe cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á.
Dạ, cái lúc mà đi hết. Vô là biết hết luôn. Là biết hết. Ừ. Lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Thôi em ký giấy mà em ký sợ. Ký giấy 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện. Coi như trông chờ vào, giống như nghĩ là phép màu. Ừ. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó, nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày kết quả? Sau, qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ chưa được ra. Còn này đợi 90 giờ chưa mà bản tên không thấy tên. Càng lo nữa. Dạ đúng rồi. Cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc chưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm á, trời thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người á. Rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Ừ. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi, không bà nội. Ở với bà nội. Rồi xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Ôi ôi. Rồi lúc lúc khi mà lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ, bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà vợ vô là có cảm nhận được không? Có, là biết hết. Ừ. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này. Bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, thế xong cái bao tử là coi như là renew lại hết rồi đó. Giá là sao, là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại. Dạ đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, sau này từ từ mới ăn cũng... Cái tướng này mà đâu có ăn hết được. Rồi sau đó, đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Được khoảng 3 năm. 3 năm trời? 3 năm trời đó có kiêng cử gì không? Dạ, kiêng cử thì nói chung là cũng kiêng nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiêng không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. À. Thấy vợ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1.5 tuổi là ổng dạ. đi dính. Dính cái biến dạ. cố, đúng không? Dạ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Có nghĩa là trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh điếu, không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Đứa thứ nhì. Trời ơi, cái quạch của hai vợ chồng. Súng đạn nó bể cái quạch luôn đó. Chị ơi, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu. Hai con tù khác nhau mà, đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Vui không? Rồi đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái? Dạ, hai bạn gái hết. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, cũng tiền nuôi hơi khó khăn con cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần. Tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài. Nhiều khi không có tiền mua sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mên. Hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ lúc đó không có gần nữa. Người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là nó không cảm giác nữa.
kỳ vậy? Dạ. Ủa sao? Sao vậy? Cái tê tai này kia cứng luôn. Rồi con phải nghĩ làm. Có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi ơi. Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi, con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3-4 tháng cái con mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đó phải không? Dạ. Trời ơi, sao xui dữ vậy không biết nữa. À, quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi, cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ. Đúng, cho bây giờ cho, bỏ tụi nó chắc tụi nó chết luôn á, sao vậy? Đúng không? Thôi, nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bị cực rồi đó. Dạ, đúng tới rồi. Hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả, đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đỡ ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. À. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ, vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Hồi nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ, dạy trường mầm non. Vậy hả? Mầm non. Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần giận lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị đáng ơi. Lý là thiệt cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia cưng đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lùi ra mà hồi lúc rồi. Yêu nhau mình không có thấy. Đó, có không? Phải có tật xấu gì không? Nhưng mà vợ cũng có tật xấu mà có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu đó. Không phải tay yếu này, còn cái này là cứ đồ về là dục rồi đó. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó thấy không? À. Bừa bộn. À. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có cầm làm báo không? Không, có vừa làm vừa nói không á? Cũng ít rồi. Không đáng kể. Về làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Rồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa thì đã mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Rồi ở nhà hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Chung em chăm nhiều nhất. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay cái quên lắm cô. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài là sanh hai đứa nữa cơ mà bỏ luôn. Có gặp vợ chồng gì ông chồng nó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên. Là nhớ đúng. Hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng. Ừ đó vậy đó. Bà có gì không? Hay quên mà cứ nghĩ quên là mình quên luôn á. À. Nhiều dội không? Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại. Cái đó là mất tập trung á. À con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Than vậy thì thôi kệ làm cho ảnh. Rồi con quên cái con đang làm đúng không? Ừ. Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính là trẻ con á. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung mà hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi, thật thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé nó thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không?
bữa nào cô mà tha thiệt. Cô mà đến cô khóc mà lắm, cô nói con ơi cho cái quán tiền quá kẹt luôn rồi, cô khổ là sao? Quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Thế này có bị ăn hiếp không? Có. Về quán rồi đúng không? Thì hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn có như ăn hiếp, bạn chơi kèo trên không? Có, nhiều lúc cũng có. À, những lúc vậy thì sao? Bởi vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á. Thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á, thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó làm bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn nhiều. Tối nay đem ly trà sữa về không người. 11. Đứa nhỏ nhiêu? Dạ năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, dạ. Nó lành rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Thứ hai là ví dụ mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Chắc đó là quá nặng luôn. Đó là quá là nó là hết thuốc rồi. Nó để cho chồng giữ luôn. Tại vì á có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa. Đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó, đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á, là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng, nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Mà cái đó dạ là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh em lấy giùm anh cái này nghe, ly nước à, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn. Nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi. Mà chồng nói chưa hề có ly nước. Em lấy rồi. Vậy mà có cái giờ nhiều lúc luôn nhớ mình đúng. Con sợ hay quên gì á. Nhiều lúc con cãi báo thức biết à, tới giờ không? Là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á, là con phải cài báo thức. Cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm cô. Tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần. Cái dòng mà đang nổi mà 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, khẩu nổi quá trời chuyện cần nhớ. Thành ra là cứ 5 phút nó báo. Không trép luôn á thiệt á. Mà thằng nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Thì con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á, dạ. Chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là ten làm cái gì. Ôi chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó cô, cũng có đợt nó đi Đà Lạt cũng bị mất cái điện sao? Thoại đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ không. Nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói anh ơi điện thoại em đâu. Ô điện thoại em bỏ trong túi. Đâu kiếm cuối cùng có, quay lại gần 1.5 tiếng. Vị trí đó đi 1.5 tiếng còn. Nó chạy 1.5 tiếng không chạy quanh lại. Đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô. Cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát tới em mới chết nha. Giờ tới em đó. Ổng có bao nhiêu tật xấu? Khui đi. Ảnh nè, chỉ nông tính nè. Nông tính. Cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc, nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi. Có la em không? Thì anh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Thế là em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh chịu với vậy. Cho nên anh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Với lại con anh cũng la biết. Là nhiều cho con, dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội anh la lên thôi. Mỗi đúng lần cái chuyện đó có như con lỡ tay, dạ. Em lỡ tay rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán á? Có lúc nói xong không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán á? Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu. Mà là tức là đó giống như là xanh nhiều ha,
rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành đó, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác, tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu như ờ đó. Đó có những người như vậy đó con, họ họ lành tính quá đi, thành ra là bây giờ theo cô á là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi, còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ, cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa, đúng càng lúng quýnh lên, mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào, thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một hay một cái vũ khí gì đó, không, cái này là có thiệt nha, có nghĩa là vô tình thôi, em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó em không kiềm chế được, em la lên một cái cổ có bất ngờ quýnh quán, thì những cái vật mà cổ cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn, thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải chị có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài